con người sống hay là phần chư Hương Linh, hay là những nghiệp phá thai. Chư Hương Linh mang nghiệp phá thai. Bây giờ mình nghe được bổ nguyện Di Đà, mình nghe có một cái quốc độ Tây Phương Cực Lạc là một quốc độ cực kỳ an lạc. Bây giờ mỗi một con người chúng ta ngồi đây, chúng ta mỗi người ai cũng có nghiệp quan gia đang đeo đẳng đi theo mình để chờ cơ hội. Mà Đại Lão Hòa Tượng Tịnh không, khi còn tại thế Ngài giảng thuyết rằng những người chúng ta mà nghiệp quan gia trái chủ đi theo cỡ nửa đoạn đường. Vậy thì mỗi một con người đang ngồi đây quan gia trái chủ vì biết nhiều cỡ nào chưa. Và ngày hôm nay đi đến đây về cái tâm mà mình muốn cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ đời này nhiều đời nhiều kiếp, thì quý vị biết rằng là nghiệp quan gia cũng đi theo mình đông cỡ nào chưa. Còn những người mang nghiệp phá thai hôm nay và tất cả chư Hương Linh thai nhi đi theo cỡ nào chưa. Quá trời đông luôn, không có đơn giản đâu nghe quý vị. Mà mình mà muốn quá giải cái nghiệp cho họ cũng không đơn giản đó. Mình rủ họ về tu để mà quá giải cái nghiệp, để mà cầu siêu cho những người mắc. Mà trong những người mắc đó cũng có những người quan gia có đi theo luôn, không cho họ được siêu thoát luôn. Nhưng mà mình đụng tới cái chuyện mà để mà muốn quá giải, xen vào chuyện của họ để mà giúp họ quá giải, thì quý vị nghĩ cũng không đơn giản đó. Thí dụ như bây giờ đi, mình muốn làm một việc thiện đó, mình giúp một số người, thì cũng có cảnh giới ác, người ta đến người ta nói mày muốn làm tài hay phải không? Tao đã chờ cơ hội, tao diệt vong nó, bây giờ mày xen vô để mày giúp nó siêu thoát phải không? Không phải giỡn nha. Nên từ nơi đó mà gặp với một lực lượng mà cực kỳ đông luôn, nó cũng không đơn giản đó. Nó cũng làm mình lên bờ xuống ruộng đó. Nhưng mà quý vị biết rằng là mình đã hướng thiện thì là thiện à. Cái gì nó cũng do có nhân có quả của nó chứ á, chứ không phải mà bỗng không được đâu quý vị. Nó đều có cấu kết từ cái nghiệp duyên. Nên mỗi một người chúng ta phải tin. Như cái cô đi đến chùa tự nhiên cô té cái ạch gãy cái tay. Thí dụ như gì chồng nói ủa sao tự nhiên mày đi cái mày té, ai xô mày, mày nói đi. Mày nói đi ai xô mày, tôi xử rồi đó cho mày thấy. Thấy không? Ví dụ. Nhưng mà bây giờ cô này cô nghe đạo, cô nghe như Đức giảng rồi cô hiểu rồi. Trong lòng cô nói với chồng cô, hoặc nói với chồng cô, hoặc trong lòng cô nghĩ gì? Trời ơi nhờ tu nó mới té gãy tay thôi. Mà té trong chùa, nó té nhẹ, nhẹ cái là gãy tay. Còn nếu như mà không tu thì xe nó đụng, gãy tay, gãy chân, gãy cổ, gãy tùm lum. Còn cái này cái nghiệp duyên nó chả nhẹ, tự nhiên trong chùa đang đi té cái ạch gãy tay, nó là nhẹ quá cho mình rồi còn gì. Tự nhiên té gãy tay vô duyên. Là cái gì? Là chả nhẹ nó mới té gãy tay như vậy, hiểu không? Còn nếu không nó cũng gãy tay nhưng mà nó té bầm dập, mặt mày bầm nâu bầm na, mặt mày mũi gì nó sưng chù dù, rồi nó gãy tay. Như thế không đơn giản đâu. Cái nghiệp duyên đó tội nặng báo nhẹ, mình tu tội nặng báo nhẹ. Nên mình về đây mình muốn quá giải nghiệp quan gia, mình muốn cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ mình đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hướng đến tổ tiên để cầu siêu. Thì cái tâm này là tâm gì? Cái tâm cầu siêu là tâm gì? Cái tâm cầu siêu là cái tâm quá giải, hiểu chưa? Nên trong nhà Phật có câu nói rằng là một niệm mê là địa ngục, một niệm giác là Phật Bồ Tát. Nên bây giờ nếu như mình mê thì là địa ngục tam độ, còn mình giác ngộ là Phật Bồ Tát giải thoát. Từ nơi đó mà mình hỏi là mình gặp những sự cố trong cuộc đời, giác hay mê là do bản thân mình quyết định. Cái này là cái quan trọng. Có những việc làm của chúng ta trong cái cuộc đời này đó, nếu đó là thiện là tốt, thì bản thân mình làm mình phải duy trì được cái tâm của mình cho nó chắc. Tại vì trong cái cuộc đời này nó rất là lạ, nó phải dao động mình để mình chuyển cái tâm mình để mình bỏ cuộc. Không phải đơn giản đó quý vị. Tại vì cái cõi đời là cái cõi khó tu, cực kỳ khó tu. Nên mới nói rằng là một ngày một đêm ở cõi ta bà tu bằng 100 năm ở thế giới cực lạc. Vì sao được nhiều như vậy? Vì là khó quá, trở ngại nhiều quá, trùng trở ngại. Quý vị coi quý vị đi đến đây tu thấy rõ ràng không? Hồi sáng thì Đức nhắc quý vị, từ mắc đau dép, từ mắc tiền, từ mắc điện thoại, từ bị người ta xô ra khỏi cái chỗ lấy cơm, hay là từ nơi cái chỗ ngồi mỏi mặt, quý vị đều phải là quá giải. Không có nói vòng do gì chứ, quá giải à. Ai người ta ngồi được ở đâu người ta ngồi, kệ người ta ngồi ở đâu cái chuyện đó của người ta. Người ta ngồi được là người ta ngồi cái chuyện của người ta, mình ngồi ở đâu được là mình ngồi cái chuyện của mình. Từ nơi đó mà mỗi cái tâm của người quá giải là tự tâm mình quá giải, không có cần nhìn ngó ai cái gì hết trơn á. Cái gì cũng do nhân quả, nhân duyên của mỗi người người ta. Người ta thích ở chỗ nào người ta ngồi ở chỗ đó, đó là duyên của người ta. Thật sự quý vị, Bây giờ quý vị muốn ngồi ở thế giới cực lạc thì quý vị sẽ về cực lạc à. Quý vị muốn ngồi ở đâu là quý vị sẽ ngồi được ở đó, từ do cái chỗ cố gắng của quý vị, quyết tâm của quý vị. Chỉ cần quý vị đừng có hại ai thôi, đừng có hại ai, đừng có ác ý với ai, đừng có chửi mắng người ta. Hoặc là người ta vô người ta ngồi rồi mà mình lấy dao mình đâm người ta, mình kéo ra ngoài để mình ngồi chỗ đó thì là ác, hiểu chưa? Nên từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta nên quá giải cái tâm của mình. Còn ở cõi đời này á, nhân vô thập toàn, nó không có một cái gì mà không bị nói hết trơn á. Những đức quý vị coi, những đức cố gắng, những đức hướng dẫn tu, lại Quan Âm muốn khô máu luôn. Cái bữa lại Quan Âm Bồ Tát ở đây quý vị coi, nó ốm luôn á. Lại Quan Âm bữa bên đây xong đi qua bên Đại Tùng Lâm, cái bữa lại đó bị nhìn ốm luôn. Mà lại Quan Âm xong ốm luôn vì sao? Sức mồ hôi á. Vì thăng tứ đại quý vị coi, nó đổ mồ hôi đến mức mà không tưởng tượng được. Những đức lại Quan Âm ở đây quý vị biết, những đức quỳ xuống một cái mà mồ hôi những đức nó văng ra túa túa, quý vị nghĩ nó cỡ nào chưa? Nó khô người luôn mà, bữa sau là ốm luôn mà. À, vậy đó mà vẫn có người nói làm gì mà 2.000 lại làm chi, thấy chưa? Rồi lại 1.500 lại làm chi, không biết chi, kệ tôi. Chuyện đó của tôi làm chuyện kệ tôi chứ. Không lẽ hỏi tất cả con người đây đến đây lại làm chi? Chúng ta trả lời kệ tôi. Chi kệ tôi, miễn tôi làm được kệ mồ tôi, hiểu chưa? Miễn tôi thích thôi à, thì tôi thích mà, thích thì làm không chứ chi. Thấy tự tại ghê không? Mà cần người trả lời chi cho nó nhiều, cho nó mệt thêm, thấy không? Tại họ lại không được, họ tức. Lại không được, họ tức. Từ nơi đó rồi có những người ta nhắn tin, ta nói làm gì mà tổ chức đông dữ gì vô duyên. Chắc tổ chức đông không được tức thì sao không? À. Rồi có những người ta nói rằng là làm gì, nói cái gì đâu mà vỗ tay hoài. Mình trả lời lại kệ tôi. Kệ tôi, thích vỗ tay chứ sao? Tại vì trên là ông thầy nói, tôi không nói được, tôi vỗ tay được không? Người ta ngồi người ta phải làm cái gì đó chứ, kêu người ta không hoài. Hiểu không? Nên cái tâm con người mình nó quá giải từ bản thân mình nè. Rồi nghiệp quan gia trái chủ chư hương linh thai nhi. Bây giờ cái nghiệp duyên của mình là không có đủ duyên phước mình sinh ra đời. Người ta đủ duyên phước sinh ra đời, dù có liệng xuống sông cũng nổi lên nữa. Cái này là 100% luôn mà. Người ta đã là sống, có liệng xuống sông cũng nổi phiêu à. Còn mình đã cái số chết rồi, đi ngang cái lá cây nó rớt vô đầu cũng chết nữa. Cái số mà nó đã chết là nó chết rồi. Xin thưa với quý vị đó, có con người ta mà xe 50 chỗ nó đụng một cái rầm, văng 50 thước, văng xuống cái hầm cá cha. Nó xẹt ngang hầm cá cha, nó gớt vô cái cây, dội qua cái cây, nó gớt vô cái lu, bể cái lu, dính vô cái lu toàn ten, đứng với đi ngờ đi về. Người dân ta chạy lại người ta hỏi, ủa trời trời văng gì rầm mà dội 3-4 chỗ mà không chết, vì sao mà không chết? Nói tại vì chưa đến nỗi chết, chưa đến lúc chết thì không chết chứ thì sao, đúng không? Còn có những người chạy đang đi bình thường, đang đi chợt tới cái rầm tự nhiên Diêm So Nào chết. Trời trời, ông này sao không chết, vô duyên chợ, tự nhiên chợt té cái là chết là kỳ cục ấy. Mà có không? Có mà. Có những người chết kỳ cục lắm, xe 50 chỗ đụng không chết, mà xe đạp đụng chết, vì thấy chưa? Xe đạp mà đụng chết, đúng là nó vô duyên kinh khủng thiệt. Chiếc xe đạp đang chạy như vậy, tự nhiên đụng cái ông đó, sức cái tay lái xe đạp ra, cái tay lái xe đạp nó nhọn quét, nó đâm vô cần cổ, chết queo. Trời ơi, chiếc xe đạp nó đâm vô cần cổ kỳ cục đi chợ. Nó vết vô duyên không? Tại vì cái số ngày nay là chết. Nó cái ngày nay là chết, đừng có nói xe đạp đụng chết, kiến cắn cũng chết. Quý vị nói con kiến này bình thường hả? Con kiến này nó không bình thường đâu. Con kiến này nhiều đời nhiều kiếp nó nói tao làm kiến tao cũng cắn mày cho chết. Cái nguyện của nó là nó làm kiến nó cũng cắn cái này cho chết. Mà người này á, là thiếu nợ của nó là đáng chết. Nó xin vua Diêm Vương là bây giờ con làm súc sanh, con phải giết cái tên này cho nó vô duyên, cho người ta cười chê nó mới được. Chứ con làm người mà giết nó là con chưa hả lòng hả dạ đâu. Con phải làm kiến, con cắn nó chết. Vua Diêm Vương nó ừ được, mày cắn nó đi. Cái chuyện báo thù với nhau là muốn đòi thì cứ đòi đi, chỉ cần mày đừng có đụng tới người khác thôi. Nếu đụng với người khác vô tội là mày phải chịu quả báo. Nên có những đứa con nó đến nó đòi nợ cha mẹ nó là đều được cái nghiệp duyên là khóa thác để mà đến đó để đòi. Nhưng mà nếu nó đòi cha mẹ nó mà nó đòi lan can, nó hại người ta là nó phải đi đọa địa ngục đó. Quý vị biết không đơn giản đâu. Nợ ai thiếu thì mình đòi, chứ cái chuyện mà đòi tầm bậy tầm bạ người khác là không có được, đúng không? Nên mỗi một con người mình nó học Phật Pháp nghe, nó quá giải cái tâm mình nè, chứ đừng có nó kêu ai quá giải mắc công quá đi. Bây giờ mình là người biết tu mà mình không chịu quá giải, mà mình đi kêu chồng mình quá giải, kêu con mình quá giải, chồng con mình có quyền nó hận mình, có quyền nó chửi mình có quyền không buồn, đó là mình quá giải, hiểu chưa? Đó, mình nghe có một cái quốc độ cực lạc đặc biệt như vậy, tại sao chư Hương Linh không niệm Phật đi về đi? Tại sao chư Hương Linh không niệm Phật đi về để mà bám víu theo đi đòi nợ làm gì? Bây giờ mình đòi nợ họ, mình đẩy họ vô trong địa ngục rồi mình cũng đi xuống địa ngục à. Bây giờ nói thật lòng mà nói, chúng ta đẩy ai đi đâu thì chúng ta đi theo đó à. Mình đẩy người ta đi về cực lạc thì mình đi đến cực lạc, mình đẩy người ta lên trời mình đi theo lên trời, mình đẩy người ta đến cõi người mình đi đến cõi người, mình đẩy người ta vô tam đồ mình xuống tam đồ. Đẩy đi đâu thì đi theo đó à. Cái nguyên lý này 100% luôn. Nên bổn nguyện của Di Đà đã phát lên nguyện tới 18 chúng sanh mười phương nghe danh hiệu ta, chí tâm tin ưa niệm danh hiệu ta đến khi mệnh chung. Chỉ cần niệm từ 1 niệm đến 10 niệm ta là Phật A Di Đà sẽ đến tiếp dẫn chúng sanh đó về Tây Phương cực lạc. Rõ ràng rồi. Vậy bây giờ củ quyền tất tổ ông bà cha mẹ chư Hương Linh, tất cả những người chết chưa siêu thoát nghe qua công đoạn này, chúng ta mỗi người đều có cơ hội. Chỉ cần buông xuống cái tâm hận thù đi, chỉ cần buông xuống cái tâm tình chấp nặng này ở cõi đời này đi, thì tức khắc mình có kết quả liền. Tại vì Phật đã hứa. Phật hứa không phải như phàm phu hứa, Phật đã hứa là 100%. Nên khi Đức Phật còn tại thế, Đức Phật có một cái tướng độ sanh mà thu nhiếp ngoại đạo. Đó là cái tướng của Đức Phật có một cái lưỡi rất dài, chùm cả cái mặt. Nên khi mà thuyết pháp và Đức Phật cùng với ngoại đạo bàn luận về Phật Pháp, Đạo Pháp, thì lúc đó Đức Phật hỏi ngoại đạo tất cả các ông nếu có một người nào le cái lưỡi lên mà đụng đầu mũi thì người đó là 3 đời không nói dối. Le thử đi thì biết liền gì đâu. Chúng ta đời nào cũng nói dối hết. Hỏi càng le gì nó mắc cỡ thì ngoại đạo người nào cũng le quá trời le, không ai đụng đầu mũi. Đức Phật le một cái chùm cả cái mặt. Cái lưỡi Đức Phật á, le cái chùm cái mặt, cuốn vào trở lại bình thường không có gì. Đừng có nói là lưỡi của Đức Phật mà le chùm cái mặt. Cái lưỡi của Đức Phật á, le ra một cái là tặng hư không pháp giới luôn, chứ đừng nói mà chỉ là cái mặt không. Vì nhớ đó. Nên từ nơi đó mà Đức Phật là nói lời chân thật ngữ, không có nói dối, nói thật đó, không nói dối. Nên Đức Phật đã hứa rằng niệm danh hiệu Ngài ngày rước thì 100% chỉ cần vì niệm Phật là Phật rước, muốn về cực lạc là Phật rước. Nên từ nơi đó cái nghiệp quan gia cõi đời này quá giải đi. Quá giải thì có kết quả. Quý vị buồn người ta vì đã khổ rồi, quý vị thấy không? Bây giờ trong cái cõi đời này những đức hỏi quý vị nè, quý vị buồn người ta vì đã khổ rồi. Bây giờ ai ngồi trong đây dặn người ta, đưa tay anh coi, dặn chồng, dặn con, dặn vợ, dặn bạn bè, dặn bạn đồng tu, ai còn dặn đưa tay coi, dám đưa tay lên. Nên nhát, hiểu chưa? Nên từ nơi đó những đức nói rằng trong cái cuộc đời này nó ngộ lắm, niệm Phật cũng an lạc mà kình lộn cũng an lạc. châm chích cũng đỡ buồn. Có những người, người ta có những chuyện người ta làm á, được tốt thì cũng là tốt. Có những người người ta buồn quá, người ta cũng kiếm chuyện tào lao để làm, tại vì họ rảnh quá, hiểu không? Có không? Có mà, trời ơi, biết con hết trơn, hiểu không? Rồi có những người ở không quá, ở không có chuyện gì làm mà cũng không biết niệm Phật luôn á, thì đi nói tào lao, đi lên xóm trên, đi xuống xóm dưới, đi lết đầu này lết đầu kia, đi đến đâu cũng để lên trái mìn nổ chậm, khổ chưa? Đi đến đâu cũng đem mìn nổ chậm theo chứ nha, đi đến đâu cũng gài mìn hết chứ nha. Có những người đi vô chùa cũng gài mìn nữa, kỳ cục như vậy. Chắc là nhiều đời nhiều kiếp là thường đi giác mìn hay sao mà giờ dư mìn quá trời luôn à, hiểu không? Nó có khi vô chánh điện rồi mà cũng cầm mìn theo nữa. Đó là cái bệnh của chúng sanh, nó không vãng sanh. Chứ nếu như mà mình mà tín nguyện với câu Phật hiệu mình niệm tới cùng thì đời của mình là vãng sanh lâu rồi, chứ không phải là đời này đâu. Nhiều đời nhiều kiếp là do chúng ta cũng niệm Phật mà cuối cùng bỏ cuộc nè, chứ không phải là mới có đời này mà ngồi gì đâu, mà ngóng nhìn đây đâu. Không có giỡn đâu quý vị. Không phải mới có đời này mà ngồi đây mình chịu nóng như vậy, mà chịu nghe tịnh độ, mà chịu nghe ông thầy này giảng đâu. Mà nhiều đời nhiều kiếp cũng nghe rồi, nhưng mà đi lang thang. Nghe rồi cũng niệm Phật rồi, nhưng mà nghe đầu này cũng nghe đầu kia cũng nghe ai cũng nghe, rồi cuối cùng bỏ cuộc, rồi tiếp tục trôi lăn trong lục đạo, rồi bây giờ gặp nhau tiếp tục ngồi nữa nè. Đó, không biết đời này có quyết chí hay không nữa. Quyết chí không? Hiểu không? Quyết chí cả đời nghe quý vị, cả đời nghe, nhớ đó. Thật sự mà nói, chúng ta trong cuộc đời này hiểu quý vị, nhất là nuôi người già là sâu sắc nhất. Nó giống như hồi sáng tự nhiên sống gì nó đau, quý vị biết đeo đâu giới mà đeo chằng ai. Bởi vì mình từ nơi đó mà mình thấy tội nghiệp mấy bà già thấy ghê. Bởi vì tuổi già mình đừng có nói người ta khó làm chi, nó bất tiện quá quý vị ơi. Lúc bình thường mình thoải mái quá, mà lúc mà già cả bệnh đau rồi nó khó khăn cho mình quá. Như sống tự nhiên nó đau một cái mà đeo đâu giới, chẳng ai đeo không được đâu giới đó quý vị. Nó lật cái chân lên không có được, nó đau cỡ nào, đau kinh khủng lắm. Nên từ nơi đó mà mình thấy, bởi vì mình tội nghiệp với bà già. Vì sao mấy bà cụ già mà bà nhiều khi bà câu có khó khăn, bà ngồi nó tồi túng quá, cái gì cũng nhờ người ta mà nhờ giết ngại. Bởi vì cái người mà nuôi người già nên chủ động, chứ đừng có đợi các cụ kêu. Tại vì người ta kêu giết người ta ngại, rồi giết người ta cảm thấy nó tồi túng, nó khó chịu. Nên mình, bản thân mình mà suy ra người khác. Mỗi một con người chúng ta đến với cái cuộc đời này, ai mà không muốn cái tốt cái dễ, mà đâu phải ai cũng muốn mà được đâu. Nên mình thấy người ta được tốt, được dễ, mình mừng giùm cho người ta, chứ mình không có trở ngại làm cái gì. Tại vì trong cái cuộc đời này, một đời nó ngắn ngủi đi qua mau dữ lắm. Những Đức cũng vì nghĩ như vậy mà những Đức nỗ lực hướng thiện, nỗ lực tu. Thời gian con người nó đi qua mau dữ lắm, nó mau cấp kỳ à, lay quay rồi tới tuổi già bây giờ. Muốn làm không có được, mình có tâm mà mình không có lực, sao làm? Nên bây giờ mình có tâm, có lực, mình làm được, mình cố gắng mình làm. Đừng có đợi ngày mai có biết còn sống hay không mà đợi. Nên mình là người nghe đạo, mình biết tu rồi, bây giờ người ta bệnh, mình bệnh, ai cũng bệnh. Bây giờ mình nói người ta lây bệnh cho mình. Cái tâm của mình tự nhiên đi lo sợ con người ta lây bệnh cho mình. Rồi khi mình bệnh ai sợ mình lây bệnh cho người ta? Suy nghĩ đi. Trời ơi, trong cái cuộc đời này bây giờ chúng ta bị bệnh, mình đem cái người bệnh này mình đem đi, mình nhốt lại. Rồi mình mai mốt mình bệnh, người ta cũng đem mình đi nhốt lại à. Cái nguyên lý này, cái nhân quả tuần hoàn y ren. Khi mình ngồi trong cái chỗ mà bị người ta nhốt lại đó thì mình sẽ thấy mình hối hận vô cùng. Vì bản thân của mình đã không chịu quan tâm cho người ta, để bây giờ bản thân mình cũng bị như người ta, cảm thấy buồn khổ vô cùng. Nó nghĩ là nghĩ cho người ta mà lại quên đi nghĩ cho cái chuyện nhân quả. Nên mỗi một con người chúng ta đừng bao giờ chúng ta đi phủ phàng tình người với nhau nghe quý vị. Khi mà mình gặp sự cố gì hay bệnh đau hay bất cứ một cái gì đến với mình mong muốn có nhiều người đồng tình với mình để giúp mình lắm. Chứ không có muốn ai cũng bỏ rơi mình đâu. Như vậy mình muốn như vậy thì bây giờ khi ai khổ đau, ai gặp sự cố gì, mình nên giúp cho người ta đi, để sau này bản thân mình có người giúp. Thường là không chịu giúp người đâu, nhưng mà khi mình cái gì là cứ trách tại sao người không giúp tôi. Cái nhân cái quả nó rõ ràng dữ lắm. Nên mong rằng người còn sống này nên quá giải cái nghiệp hận thù đi. Buồn giận ai chòm sớm láng giềng không hòa thuận, quá giải. Quá giải. Đừng có ôm ấp để trong lòng. Trưởng đòn đồ gặp nhau ai với Đà Phật. Quá giải cái tâm. Đừng có bực bội nhau. Nó coi coi kìa, dẫn đòn đi đông ghét. Mai mốt còn mấy người bây giờ thấy dẫn ì vậy chứ chưa chắc đâu. Nó hết bây giờ đó. Nó rồi dẫn đi kìa, thấy chưa, tách ra kìa, thấy ghê không? Kệ người ta, ai làm được điều tốt thì cứ làm đi. Thật sự mà nói che già măng mọc, ai làm được thì cứ làm. Ví dụ như bây giờ chị em làm việc chung với nhau, dẫn đòn đi tu. Bây giờ chị tôi nói thẳng với chị là tôi bây giờ tôi cũng muốn làm giống chị đó. Bây giờ tôi muốn tạo ra một cái nhóm nữa để dẫn đông hơn. Tôi nỗ lực. Bây giờ tôi thấy cái nhóm mình được rồi. Thôi bây giờ tôi muốn tách ra để mà tôi dẫn nhóm nữa. Cái này là mình làm việc thiện, việc tốt. Thôi tôi rõ ràng vậy nghe chị. Tôi nói thẳng với chị vậy đó. Rồi mình cứ làm. Hỗ trợ nhau mà cùng phát huy. Tốt quá trời tốt mà. Hiểu chưa? Nó phải làm sao mà cái tâm đó mới là tâm người học Phật. Chứ đừng có mà hay lắm. Không phải dễ đâu. Chuyện này không phải dễ ăn đâu. Đừng có nói chuyện dẫn chơi. Dẫn đi rồi mai mốt này nó sực cho mà thấy. Còn phiền não nè. Rớt bây giờ bà thấy gì đó. Ao vậy chứ mai mốt còn ngừ bây giờ. Mắc cỡ chết được luôn chứ không phải giỡn đâu. Chi vậy? Nó mệt quá. Hiểu chưa? Nên mấy bà này là phải dạy suốt. Không phải giỡn đâu trời ơi trời. Tại sao mà quái nữ á, tu thì tu dữ dằn vậy đó mà đàn ông nó nhích cái là nó qua mặt. Đàn ông nó chơi rô đai từ từ vậy đó. Mà mấy bà là chạy tốc độ không đó nghe. Vậy đó mà đàn ông nó chỉ cần nhích cái qua mặt. Ngộ ghê vậy đó quý vị. Thấy không? Tại vì ngay cái chỗ nào biết chưa, ngay cái chỗ buồn giận hận trách rất là dễ. Nên những đức nói rằng là đối với phái nữ mà thương yêu là cũng cảnh giác. Tại vì mấy bả kinh lắm. Không có dễ đâu trời. Mấy bả mà thương yêu, mấy bả quý mến rồi là kinh lắm. Cái gì nó cũng cho chứ á. Nó thiệt đó, người nữ họ mà thương được cái gì họ cũng cho, nó thiệt luôn á. Họ cho hết. Nhưng mà họ mà ghét một cái rồi là quý vị coi mình mà quý vị bấy bá cho mà biết. Nó đâm không còn chỗ nào mà sót luôn. Không đơn giản đâu trời. Cái này là từ xưa tới giờ người ta đều nói vậy mà. Nên đối với phái nữ họ có quý thương mình nhưng phải tránh xa họ. Thương nhưng phải tránh xa họ. Mà càng tránh xa họ thì họ càng thương. Ngộ vậy đó. Kỳ vậy đó nghe. Mình tránh xa họ dở ương ương thì họ thương dữ lắm. Nhưng mà sáp đến gần họ coi chừng có thể nào cũng có thẹo dít. Nguy hiểm lắm. Nên nó từ nơi đó mà cái tâm nghiệp duyên của mình là mỗi người nó khác nhau, hiểu không? Nhưng cái nghiệp duyên của người nữ nó nặng hơn người nam đó nghe quý vị, nặng hơn đó. Cái tâm buồn giận á, bằng mặt không bằng lòng của người nữ nhiều hơn người đàn ông. Đàn ông cũng có, nhưng đàn bà mà bằng mặt không bằng lòng là nhiều hơn đàn ông. Nó giống như trước mặt là chào chị, quay qua bên cái thứ ghét gì đâu. Tao cười vậy đó. Không yên với tao đâu. Không có giỡn đâu trời, vậy đó. Vì làm ghê lắm nghe. Trước mặt là chị sao chị sao em gì không này kia đâu à. Quay mặt qua phớt qua một cái nghe. Thứ gì tao. Có ngày biết tay với tao mà biết. Rồi người ta quay lại gặp cái chị. Vậy chào chị nha, chào chị nha. Chị dễ thương lắm nha. Cái gò phớt mặt lên. Hết đó. Không có giỡn đâu trời, kinh lắm. Nói vậy đó, tự mình mỗi người mình coi có vậy không. Rồi xem lại cái lương tâm mình có bằng mặt không bằng lòng không. Mình là người niệm Phật sanh cực lạc, sao mà mình giả dối với lương tâm mình chứ hả? Mình thật lòng đi chứ. Trước mặt sao thì sau lưng vậy đi. Mình là người niệm Phật muốn sanh cực lạc mà. Nó phải thật lòng từ tâm mình. Dối người tội còn nhẹ hơn dối mình nữa. lương tâm mình mà mình còn dối mình thì ai mà mình không sớt, hiểu chưa? Kinh lắm. Giảng vậy đó mà mấy bạn nói là giảng dễ thương ha. Thấy không? Nó vậy đó mấy dính hình thức nó chứ làm sao. Quý vị coi chúng sanh bây giờ nó kỳ cục lắm, thọt ép họ nói nhột quá mệt. Nói cái đô của tôi là phải thôi, chứ cái thọt ép hoài không có ăn thua gì, phải không? Nghiệp nặng lắm. Nghiệp chướng nặng nề. Ai chướng mình? Mình chướng mình chứ ai, hiểu không? Quý vị nhớ, người ta có quyền ghét mình, người ta có quyền giận mình, đó là chuyện của người ta. Còn riêng mình cứ giữ bình thường đi được không? Giữ bình thường đi. Ví dụ như có người ta ghét mình đi, mình đang bưng tô cơm rồi mình ăn đi, họ ghét mình, họ cứ để ý chùa ăn thấy ghê. Vậy đó. Cái đã nói là nhỏ nhen mà, vì đàn ông thì ít bao giờ vậy lắm. Mày ăn hết cổ cũng được, không quan tâm tới, nó mệt quá đi. Nhưng mà người phụ nữ là họ đang quan tâm, họ để ý đó. Nhìn, mà ghét ai là họ cũng nhìn, mà họ thương cũng nhìn nữa. Vì để ý chính lương tâm, vì nó coi lại phải có không. Ghét cũng để ý là ở xa cỡ nào cũng đi kiếm. Đó là ghét mà đi kiếm còn cái này nó có tới không? Này nó có tới không? Kìa, nó ngồi kìa, ngồi tuốt trong cạp. Bên đây nó khôn ghê, vô tuốt trong kẹt ngồi. Bộ đó làm bộ đó, xạo đó. Rồi mai mốt nó chạy ra bắt tử nè. Không phải giỡn đâu. Rồi bắt đầu xuống nhà ăn coi thử coi. Kìa, ngồi ăn kìa. Chà ơi, làm bộ ăn từ từ. Ngồi gần đi một chút còn một miếng luôn, ăn thịt nhách hết trơn à. Ăn dữ lắm à, ham ăn hốt uống lắm, chứ không phải giỡn đâu. Ghét người ta đó, cứ lên đi nhìn người ta vậy đó, thấy chưa? Khổ ghê không? Nên tất cả những cái mình đang ăn đó là độc, tại vì tâm mình đã là độc. Mình mà cái cảm giác cái người ta ghét mình vậy đó, mình cứ ăn tha hồ mà ăn đi. Mình cứ ngồi đâu mình cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ vậy mà niệm đi. Vậy đó nghe, niệm Phật đồ nghe. Mà ghét rồi nghe, mà tu chung với người ta, mà thấy người ta lễ Phật trước mặt mình cũng gì, lễ Phật vậy đó, chứ buông ra thì rồi biết. Cái gì cũng nói được chứ á, lạ lắm. Lễ vậy đó, trời, làm bộ cái mặt niệm, trời, làm bộ quay phim kìa. Vậy đó nghe. Rồi mình cứ bình thường. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ làm vậy đi. Hiểu không? Bình thường hết trơn. Vậy thì như thế nào? Lâu ngày rồi đó, nó buông tay, chịu hết nổi rồi nó buông tay, hiểu chưa? Nó buông tay đó. Nó giống như bây giờ quý vị coi, ngày xưa hai vợ chồng cùng chửi nhau thì nó chửi hoài, nhưng mà bây giờ học Phật rồi quý vị không cần ngó ngàng tới cái chữ đó nữa. Viết chữ nổi không? Đố mà chữ nổi nó vô duyên đến mức mà không tưởng tượng được luôn. Tại vì mình chửi người ta mà người ta chửi lại mình mới áp phê. Vì nó chửi qua chửi lại hoặc nó nghinh thì nó mới áp phê. Còn bây giờ mà mình chửi người ta, mình chửi như ba trợn, như điên vậy, còn nó thì sao? Nó bình thường, nó cứ làm việc bình thường rồi nó niệm Phật, nó không cần ngó ngàng đến với mình. Giống như Đức Phật còn tại thế, Đức Phật đi khất thực trước, còn phía sau thì có ông trưởng giả theo ông chữ Đức Phật, chữ Phật á. Đó là những bài học tập để cho nhân loại đó quý vị. Cứ theo chữ Phật, đệ tử Đức Phật còn thấy bực mình, chữ thầy mình mà sao mà chữ thầy tôi hoài vậy? Đức Phật nó thôi khỏi nói dòng gió chứ, không cần nói chứ. Ông tức quá ông chặn đường Đức Phật luôn. Nãy thì chửi sau lưng, bây giờ chạy ngay trước mặt đứng chặn đường, lại hỏi vì sao tôi chửi ông im gu. Xong Đức Phật nói một câu: bây giờ thí dụ như bây giờ ông đưa tôi một cái bánh mà tôi không ăn thì ai ăn? Ông nói là thì tôi đưa, không ăn thì tôi ăn. Thì Đức Phật nói giờ nếu ông chửi tôi mà tôi không ngó ngàng đến vậy, ai bị chửi? Thì tôi chửi thì tôi bị chửi, tôi chửi thì tôi nghe. không? Tại vì tôi đâu có ngó ngàng đến đâu. Thì giống như luyện banh, mình đứng kế cái tường, mình luyện cái banh vô tường, mình luyện mạnh thì nó dội chúng mình mạnh, mình luyện nhẹ chúng mình nhẹ. Cái chuyện này mình làm mình chịu à, hiểu chưa? Đó, cái đó là cái tâm mình hiểu biết đó quý vị. Hiểu biết rồi nó thông cái tâm, mà thông cái tâm thì giải cái nghiệp, thông tâm thì giải nghiệp, hiểu không? Đây là buổi chiều nè, buổi chiều của cái khóa tu mà gọi là quá giải nghiệp quan gia nè. Mà quá giải nghiệp quan gia thì mới cầu giải thoát. Không quá giải sao cầu giải thoát? Thì nghĩ đi, muốn quá giải nghiệp quan gia mà muốn giải thoát á, thì phải quá giải. Dù người sống cũng quá giải mà người chết cũng quá giải. Ở đây hương linh nào mà chưa quá giải đưa tay coi. Vậy là không ai đưa tay lên là quá giải đó nghe. Hương linh thai nhi rồi đó, ở lại chùa tu đại đi, chùa Động Thanh Thang nè. Bao nhiêu người ta ở đây người ta tu, ngày nào người ta cũng niệm Phật, theo người ta niệm Phật đi. Rồi ta cúng đi thực đó, ngày nào cũng cho dùng đó. Đi lang thang chi bên ngoài làm cô hồn. Ở ngoài là cô hồn, vô đây là hương linh. Chọn cái tên đi, đúng không? Vì sao bên ngoài gọi là cô hồn? Vì buồn, bóc vơ bóc vỡ. Còn gọi là du hồn, vì ngao du chỗ này chỗ kia. Nên Khổng Lão Phu Tử nói là du hồn. Còn ở ngoài đường chúng ta gọi là cô hồn. Quý vị nói phải cô hồn không? Ngoài đường người ta nói cúng cô hồn mà. Còn ở đây là gì? Cúng hương linh. Nó, khi mà vô đây niệm Phật rồi là có hương vị của đức hạnh này, nên linh tính nó sáng suốt, biết nương vào Tam Bảo nên linh tính sáng suốt. Mà linh tính sáng suốt thì tự nhiên mình có hương vị của đức hạnh. Mà hương vị đức hạnh mà niệm Phật thì Phật rước à, dòng voi chứ, đúng không? Nên nhớ tất cả quán thân trái chủ chư hương linh dư nương dựa vào những điểm chùa tu này, thấy không? Nương vô đây là danh hiệu là hương linh. À, còn đi vòng vòng là cô hồn. Còn nhát người ta gọi là ma, còn hô võ người ta gọi là quỷ. Rõ ràng hết á. Nó chọn danh hiệu nào đó chọn đi. Ma quỷ là gì? Ma quỷ là buồn khổ. Ma quỷ là buồn khổ. Quý vị đi hỏi ma quỷ có vui không? Đó là ma quỷ là buồn khổ. Bây giờ quý vị coi cái cảnh giới của ma quỷ là cảnh giới gì? Cảnh người âm. Tại sao gọi là người âm? Vì nơi tối tâm. Nó, nên ở dưới âm phủ là gì? Tối tâm. Ở dưới âm phủ là gì? Không có mặt trời. Ở dưới âm phủ là màu xám, mờ mờ ảo ảo. Cảnh giới hương linh thì cảnh giới gì? Mờ mờ ảo ảo. Nên khi hương linh mà ta xuất hiện giờ nào? Giờ buổi chiều. Nếu nói về cúng đi thực đúng nghĩa là cúng cái giờ buổi chiều này nè mới đúng nè. Còn cái giờ mà gọi là 11 giờ cúng là không phải, không có đúng cái giờ đó. Mà chắc hương linh chùa mình linh lắm nên cúng giờ đó cũng được. Vì sao nói hương linh chùa mình linh? Vì chùa mình tu. Chùa mà tu thì Phật quan phổ chiếu. Mà Phật quan phổ chiếu thì người sống cũng linh mà người chết cũng linh nữa, 100% luôn. Quý vị coi cái người đi đến chùa mình đa phần người thông minh nhiều. Tại vì sao? Họ nghe Pháp, họ buông xuống nên họ thông minh nhiều. Còn có nhiều nơi những chùa chiền người ta đi chấp nặng kinh khủng luôn, chấp rất là nặng, cái gì họ cũng chấp. Vì sao? Họ đâu có nghe cái Pháp giải thoát. Họ đâu có nghe cái Pháp giải thoát thì họ càng nghe càng nặng. Quý vị mà nghe mà không phải cái Pháp giải thoát, càng nghe nó càng nặng nề thêm nữa. Nó càng phiền não thêm, nó càng khó khăn thêm nữa, nó càng đấu đá thêm nữa, hiểu chưa? Còn chúng ta mà nghe cái Pháp giải thoát có đấu đá nhưng ít. Ít thì dễ quá giải. Còn không có, không thể nào không có đâu. Phải có. Cái cõi này mà không đấu đá thì Phật không có nói rằng là đây là đấu tranh kiên cố đâu. Hiểu không? Ở đây là nhất định phải có đấu đá, nhiều hay ít thôi. Không có đấu đá buồn lắm. Cõi này không đấu đá buồn lắm quý vị. Vì sao? Đấu đá là làm cho mình phải kích thích mình để phấn đấu. Cái cõi này nó như vậy đó. Phấn đấu cái gì? Phấn đấu về cực lạc à. Nhớ nghe, sự đấu đá hơn thua của gia đình, đoàn thể, chùa chiền là để làm chi? Để quý vị cầu sanh cực lạc mau mau đi. Khổ quá, hơn thua đấu đá khổ quá. Sự khổ đau của vợ chồng, Chồng quýnh mình bớt giảng sanh đi em. Bây giờ ai ở đây mà bị chồng đánh nó nói giảng sanh đi em. Nói là câu thầy Đức phải không? Nhắc mình giảng sanh đi em. Nói chồng nói thằng cái thứ gì nó vô duyên. Bữa nay đi chùa học được cái câu nào mà bị đánh te tu mà cái giảng sanh đi em vậy trời. Hiểu không? Nó nên nó có cái bà kia, bà cũng khôn thế ghê. Hồi đó chồng bà đánh bà, cái đánh hoài vậy. Xong cái đánh mà nó thương, chứ không phải là nó ghét gì, nhưng mà cái nghiệp gì nó đánh. Xong có bà đi chùa mình, bà về không biết sao bà khai thông trí tuệ sao ngộ ghê. Xong cái ổng đánh bà, cái bà đưa tay bà làm nè. Ông thấy này lạ quá, sao rồi kỳ cục cái trời, sao tự nhiên. Nay nó đưa cái tay mà kỳ cục cái trời. Rồi xong cái bà mới đưa hai cái tay lên mới làm quay. Rồi bà miệng mới lắp nháp bên niệm ai Di Đà Phật, ai Di Đà Phật. Vậy mà thằng chồng không dám đánh nó trời. Thằng chồng nó nghĩ rằng là ai nhập dựa vô thì thế gian mà nó sợ thấy mồ luôn quý vị. Nó sợ bà cứ đưa cái tay bà làm gì mà nó đánh bóp bà cứ gì nè. Bà không có như ngày xưa mà bị kích động mà tự nhiên bà đưa tay lên rồi bà vậy đó mà bà nói rằng chồng tự nhiên quỳ xuống. Chồng nó quỳ xuống gì vì nó sợ. Ở ngoài đời nó cũng sợ kỳ cục lắm nghe, tại vì nó thấy làm gì nó tưởng đâu ông lên bà xuống gì á, tưởng ông lên bà xuống thấy không, quỳ xuống sợ quá, quỳ xuống nói ô đừng bắt vợ tôi nghe, đừng bắt vợ tôi. Bà thấy cái đà đó bà làm tới luôn. Này người nam kia, tín nữ này là người tu hành. Mà sống với nam kia thì thường bị đánh, nên ta muốn mượn cái xác này đi. Trời ơi thằng chồng sao nó vậy chứ. Chồng nói trời ơi ai với nào mọt, chồng đừng có bắt vợ tôi đi, đừng có bắt vợ tôi đi, từ hôm nay tôi hứa tới già tôi không dám đánh nữa. Xong nó nói tiếp tục, đã hứa rồi nghe chưa. Lúc này xanh mặt quá ơi. Cuối cùng cái bà này bà bảo ghê thì bà nói vậy đưa đầu lỡ đây. Cái ông chồng hỏi làm gì trời, đưa đầu làm gì. Thì đưa đến đây đi, nếu không nghe lời thì ta bắt cái xác này đi đó. Sợ mắc vợ quá, cuối cùng đưa cái đầu lại nó cứu cho mấy cái. Nó cứu cho mấy cái xong cái tự nhiên bà làm bộ giống như sức ra với việc, bà làm bộ giống như sức ra, bà làm sao bà hỏi lại cái gì anh. Nó, ủa bà không biết gì chứ hả? Không biết gì hết, giống như trong mơ không biết gì. Nó ủa nãy giờ bà không biết gì chứ? Không biết gì hết. Bà cứu lên đầu tôi ba cái u cái đầu mà không biết. Vậy mà từ đó thì sao ông không dám luôn, xanh mặt xanh mày sợ luôn mà. Rồi bắt vợ đi á. Nói cái này mấy bà này về làm bậy bạ nó quýnh mấy bà luôn. Người ta làm may mắn nó linh ngay cái ông đó. Còn cái ông thằng chồng này nó cứng cỏi quá, làm bậy bạ nó bẻ tay luôn cho biết. Thôi tốt nhất niệm Phật vẫn là hay, tin sâu nhân quả vẫn là hay, chứ mình làm bậy bạ nó lật kèo ngược lại sao. Tự nhiên bay vô, tự nhiên đưa tay lên, xong nó bay lại nó tào lao nè. Tôi thử sợ quá. Chồng này dữ quá, dữ hơn chồng kia quá, thấy không? Nên tốt nhất là gì? Niệm Phật và tin sâu nhân quả, đúng không? Tin sâu nhân quả là hay nhất. Và không buồn dặn người để trong tâm. Cái câu này tôi nhắc hoài, đúng không? Đừng có buồn dặn người để trong tâm, nó khổ mình dữ lắm. vị nhớ nè, trời ơi, mình chỉ cần mà cái gì không vừa lòng không vừa ý mà để trong tâm mà giận hờn là đêm đó ăn không ngon ngủ không yên rồi. Thấy khổ không? Sáng nay cái mặt bơ phờ hết trơn, đi ra như là kẻ thất tình. Bơ phờ mà bằng đêm ngủ không được mà buồn mà giận. Cái kiểu mà dụ như chồng đánh có một cái vô mặt vậy đó mà cả đêm đó hút hít khóc hoài, rồi sáng mai càng bơ thêm nữa, mặt bơ khờ. Nhìn cái gia đình này tan nát rồi, thấy chưa? Nó thiếu nợ thì trả đi, than vang làm gì, thấy chưa? Thiếu nợ mà bây giờ nó người ta đánh mình chứ nhiều đời nhiều kiếp mình cũng đánh người ta chứ làm gì mà không có đánh người ta mà giờ người ta đánh mình. Vì nhớ câu nè, thiếu tiền thì trả tiền, mà thiếu tình thì trả tình, thiếu đánh thì trả đánh, thiếu cái gì trả cái nấy. Thí dụ như nó thương mình, nó lừa tình, rồi nó lừa luôn tiền. Mình nói tôi tự tử tôi chết, trời ơi trời, bây giờ chỉ có bản thân này thôi, nó lừa thân rồi, nó lừa tiền luôn, chết. Nghe thầy Đức nói chết còn khổ hơn. Chết chi à? Mình đã từng lừa tình lừa tiền người ta, bây giờ người ta lừa tiền lừa tình lại, quê. Thấy không? Có cái chú kia kìa, ông làm công an để giành được số tiền, quen một cái cô này, hai người đằng sau này làm đám cưới. Xong làm bao nhiêu tiền đem đưa nhỏ này cầm hết trơn, nghĩ rằng tin tưởng hai người yêu nhau mà. Nó cầm sạch nhách hết trơn, được đâu mấy trăm triệu vậy nè, để làm đám cưới. Dành dụm cực cũng chết, nghĩ rằng tương lai cũng rước em về nhà. Bây giờ cực khổ mà nghĩ rước vợ về nhà cũng thấy mê. Nên cực cỡ nào cực mà nghĩ đến vợ đem về nhà là phái, không thấy cực nữa. Nuôi bao nhiêu giấc mộng tình, ghê thiệt. Vậy mà cuối cùng nhỏ đó nó theo cái thằng khác, nó bỏ công an, bỏ thằng này một cái, thằng này giống như từ trên đỉnh núi cao rớt xuống, bơ luôn. Tự nhiên cái mặt kỳ cục lắm, ốm nhơm ốm nhách. Bây giờ bên Bảo Tháp kìa, thì qua bên Bảo Tháp mà gặp một anh chàng ốm nhơm ốm nhách mà ngồi đâu cú rủ đó, kêu đi làm thì đi, bưng cơm ăn đi là ăn, bớ cơm bớ, đào đất đào, kêu mới làm, còn nếu không cứ ngồi. Kỳ cục thì ghê luôn. Mà là bị cái gì? Thất tình. Thất tình giống bị hụt hẳn, quý vị, hụt hẳn rồi chớ dớ luôn. Tự nhiên con người cuồng chí luôn như bên Bảo Tháp kìa, Bảo Tháp bên đó mà ngày xưa là phong độ công an đó, thấy ghê chưa? Nó, mình thấy không? Bởi vì Phật Pháp nó giải trước khi mình bị. Bây giờ nghe hết trơn rồi, còn gì đâu mà hụt hẳn nữa, còn gì đâu mà hụt hẳn nữa. Phải chi mà không nghe thì nó hụt hẳn. Bây giờ nghe hết trơn hụt hẳn cái gì? Bây giờ mình nghĩ chồng mình là số 1, không có ai bằng chồng mình chứ á. Hiền hậu dễ thương, không uống thuốc, không uống rượu, không uống bia, không nhìn ngó ai chứ. Mà đùng cái có vợ bé. Có không? Có mà. Có những người trong lòng mình cho họ là số 1 đặc biệt nhất luôn. Chưa chắc đâu quý vị. Con người cái vẻ bên ngoài chưa đón được nội tâm họ làm cái gì trong chồng đâu. Cho vị biết đừng có nói mà mình đưa hết cho tư tưởng cho người ta, rồi lúc đó mình hụt hẳn. Chúng ta sống trong cuộc đời này không có gì hụt hẳn hết trơn á. Thiếu nợ thì trả đi, than vang làm gì, không có hụt hẳn. Hiểu chưa? Nó, bây giờ nói đâu có nghe nữa đâu. Bây giờ tâm trí nó bị bắn loạn sao nói nghe. Nên mỗi một con người chúng ta đến với cái cuộc đời này, cái gì cũng để phần trăm đi cho chúng ta. Phần trăm gì? Phần trăm tin nhân quả, phần trăm tin Phật Bồ Tát. Nên quý vị mà biết chùa này, quý vị mà biết phương pháp tu này rồi, quý vị đừng có bao giờ nói hai cái chữ khổ gì chứ. Cái khổ gì trong cuộc đời này cũng là người ta đưa đẩy mình mau về cực lạc chứ, nên xô đẩy mình về cực lạc đó. Thằng chồng này nó quýnh mình te tua, đúng là cái quýnh nó phải nói thêm mấy câu này nè: về cực lạc cho tao. Ở cái cõi này mày sống với tao, mày thấy chưa? Dằn vặt quýnh đập, đẻ con khổ đau, mang bầu bì. Mày không muốn về cực lạc, mày muốn ở đây làm chi? Mày tưởng đâu là ngon lắm hả? Tao quýnh cho mày biết. Về cực lạc cho tao. Đá, về cực lạc. Tá, về cực lạc. Đuổi đi, về cực lạc. Nó cuối cùng te tua tả tơ hết. Có hoàn cảnh rồi mới nghe bạn bè chị em nói có cái ngôi chùa diện dị, ông thầy ông giảng cũng được, rồi mới đi. Nó cũng có cảnh ngộ chứ làm gì không có cảnh ngộ. Còn người nào chưa có cảnh ngộ gì đi chơi cho biết, thấy đi đông quá đi theo, chưa có cảm giác nhiều. Nhưng mà bà nào mà te tua tả tơ phá thai, bị bỏ rơi, hoặc là sống trong hoàn cảnh gia đình nhìn cái bộ mặt bên ngoài an lạc vui nhưng mà phía trong thì đau đớn trong lòng, đi đến đây nghe cái đột phá vào nội tâm, từ nơi đó mà thấy trời ơi đúng là nghe ông thầy này nói mới biết cái cõi đời này vô cùng là khổ đó. Hiểu chưa? Đó, lúc đó mới bừng tỉnh lên, đúng là gọi là bừng tỉnh giấc mộng đời. Rõ ràng không? Trong cõi đời là mộng đó bạn. Bạn mới lớn lên bạn mộng mị gì có một chàng công tử đến rước bạn. Na mới lớn lên mộng mị có một cô công chúa, mộng cơ mà cuối cùng vỡ mộng. Thấy không? Đó. Rồi trong cái nghiệp duyên này đến nó khảo đảo, nó cho mình cái giấc mộng, nó tưởng nó vẽ lên bức mộng rất là đẹp, nó đi vào một bức tranh đẹp vô cùng để đưa mình vào bức tranh đó. Rồi cuối cùng nó đưa vào bức tranh đó, rồi cuối cùng nó lại đóng cửa bức tranh đó lại, nó nhốt mình ở trong đó. Nó, quý vị coi lúc mình còn trẻ mới yêu thương, trời ơi bao nhiêu là cái sự mơ mộng mơ ước, vì mấy sông cũng lội mà mấy đèo cũng qua, nó tá lả âm binh, nó mơ mộng hết trơn, nhìn sao mà nó cũng ngâm thơ rồi, nó làm đủ chuyện cái mình mê chứ mà. Trời ơi có khi mà bằng đêm chó dược mà đi tìm bạn trai, hẹn hò nhau mà chó dược, cha mẹ chữ cũng đi tìm. Có mấy bạn đây cũng có bà đó nữa đó. Không có đâu. Hiểu chưa? Rồi cuối cùng về nó quýnh te tua tả tơi, mộng đâu không thấy mà cái bụng Trình Bình nê 9 tháng 10 ngày cái bụng bự. Rồi xong đẻ một đứa rồi mình nói nó từ hôm nay đừng có mong đẻ nữa. Thì nó được. Vậy mà mai mốt nó nàng ơi đẻ thêm thằng nữa đi. Cuối cùng đẻ thêm cái nữa con gái. Cuối cùng em ơi cố gắng thêm thằng nữa. Cứ gán hoài cuối cùng 4-5 đứa. Khổ te tôi bị thấy chưa có mà. Rồi bắt đầu là nổi lên cái chuyện chồng lại hắt hủi. Rồi nghĩ cái chuyện con mình về tương lai, con mình lớn lên biết đâu mình nương con mình. Nương chồng không được rồi bắt đầu nghĩ nương con nè. Bắt đầu nuôi con lên mới có 10 mấy tuổi bắt đầu nó chả treo với mình. Mình thấy rồi xong rồi cuộc đời mình cứ như tiêu. Nương chồng không được, nương con không được, đều là thứ gì đâu không, mà bây giờ làm sao? Buồn, chán. Nên mới có 40 mấy tuổi, 50 tuổi mà nhìn thấy còn hơn là bà già 80 tuổi. Tóc tai bùm xùm, mặt mày te tua. Trời ơi, thực sự quý vị, mình đi tu mình thấy mình còn gọn ghẽ đó. Có nhiều người ngoài đời mới có 20 mấy 30 tuổi thôi, tai bồng đứa con, cái bụng thì Trình Bình. Nó ngồi ở ngoài cái lề đường bán giấy số hoặc là bán bắp nướng, nhìn tóc tai bèo nhèo, mình mẩy dơ giấy. Rồi giữa đường giữa xá con khóc hòa lên, dạch cái vú giữa đường cho bú. Có không? Có mà. Trời ơi trời, đến cái mức mà nó bê tha, nó quên đi thân xác mình luôn, sống như những ngày tháng gọi là bê tha đó quý vị. Rồi chồng nó nhìn từ đó mà nó chán nản, vợ mình sao gớm ghê, mà trong khi nó khổ quá vì mình mà mình nghĩ nó là dơ giấy gớm ghê. Rồi cuối cùng làm để chú đỉnh tiền thì đi kiếm con này con nọ, rồi bỏ bê gia đình. Quý vị thấy cảnh trạng thê thảm không? Nhiều lắm, không phải ít đâu nghe quý vị. Mình nhờ được đi gặp Phật Pháp, mình biết tu đó, nên quý vị biết nè, biết sạch sẽ gọn ghẽ đó, dù cỡ nào cũng biết giữ mình coi được một chút. Chứ đừng có để mà gọi là bê tha bản thân mình đến mức mà chồng mình nó chê mình, nó hắt hủi mình. Mày đi tu với tao giống, nhìn mày giống con khùng quá, thì kể như là xong luôn á. Trời là tao nói hai chữ buông xả mà tu với tóc tai bùm xùm, ngủ không đánh răng, ở dơ ở giấy. Hỏi gì đâu mà sao mà dữ dằn, nó nói buông xả. Thôi được rồi, tao xả mày luôn. Thấy không? Tu thì tu, nhưng mà mình phải làm sao gọn ghẽ, vui vẻ, quan hỷ, ăn ngon, đàng hoàng. Có đồ đẹp thì bận đồ đẹp. Ngày xưa thì bận đồ hở hang áo dây, 1 dây, 0 dây. Còn bây giờ mình tu rồi mình bận áo nhiều dây. Nhiều dây là kính đáo, hiểu chưa? Mình biết rằng mình bận đồ mỏng manh, nó khiêu gợi mình đi một vòng ngoài đường tạo nghiệp quá. Nên bây giờ mình biết đạo rồi, mình bận đồ kỹ lưỡng gọn ghẽ. Mà càng kỹ lưỡng càng gọn ghẽ thì càng đẹp. Càng đẹp là vậy đó. Quý vị thấy không, con trai thành phố gặp con gái thành phố bận đồ mỏng manh. Vậy mà con trai thành phố lại thích con gái miền quê. Từ chiếc áo bà ba mà ta thích, Thấy chưa? Là mình biết cái gì mà kính là nó phái à. Nên mình phải bằng đồ kín đáo, nghe chưa phụ nữ? Hiểu không? Đó, ngày xưa chưa biết tu, tóc vàng, tóc trắng, tóc xanh, móc lai, tá lả, âm binh. Bây giờ biết tu rồi, nhộm màu đen, một màu đen. No. Người con gái Việt Nam. Thấy chưa? Đó, vậy thấy không? Đi đến chùa từ cái lời nói này nó tút quý vị viết là gì, biết không? Nhìn quý vị gọn ghẽ luôn vậy đó. Rồi tự nhiên mấy bà thấy mấy bà khỏe liền à. Gọn ghẽ mà khỏe. Đó rồi nó nói đột phá viết cái tâm giận hờn mắc sạch. Giận hờn chi à? Ngồi bình tĩnh suy nghĩ là giận hờn người ta được lợi ích gì không? Không có cái lợi ích gì chứ. Giận hờn người ta không có một cái lợi ích gì hết chứ, nghe chưa? Nhắc nhiều lần nè. Nó không vừa lòng không vừa ý, giận hờn là không có một lợi ích gì cả. Nên mỗi một con người chúng ta phải làm sao á mà cởi mở cái tâm tư này ra. Rồi á, đi đến đây mà cái ngày nay nè, cái ngày mình nói rằng đám dỗ tập thể nè, cầu siêu cho củ quyền thất tổ nè, không phải đơn giản đâu. Nghe cái này một cái là báo tin thôi, trời ơi. Cảnh giới con người cũng báo, mà cảnh giới phần hương linh cũng báo, phần âm cũng báo, cả ở dưới âm phủ cũng báo tin đi chứ. Giỡn đâu, báo tin đi chứ. Bữa nay ông bà nè, may mắn có con cháu ông bà bữa nay nó đến nó dự cái lễ đó đó. Rồi nó cởi mở tâm tư, nó bố thí cúng dường, nó niệm Phật, nó phóng sanh, nó cúng lý thực, nó làm bao nhiêu thiện ngày nay mà nó hồi hướng cho ông bà. Nhờ như vậy đó mà ông bà bữa nay á, giảm bớt những cái hình cụ khổ đau. Đúng ra ông bà mỗi ngày phải chịu 5 cái hình cụ, nhưng mà qua cái bữa lễ này hồi hướng còn có 2 hình cụ nhẹ nhàng, còn có 2, giảm bớt 3. Hiểu chưa? Giảm bớt rồi đó, có giỡn đâu nghe. Tại vì cái tâm của toàn thể chúng này phát tâm quá giải bớt. Nên một chút mà khi ngồi niệm Phật ti là nó có 20 phút, nhưng thành tâm thành ý dịu cái tâm lại mà niệm, tha thiết niệm. Mở mắt cũng được mà nhắm mắt cũng được, miễn niệm được rồi. Hiểu không? Tại vì sao? Cộng lực cộng chúng để mà niệm. Mỗi người chúng ta đều có ông bà tổ tiên mình, thành tâm thành ý mình hồi hướng cho người ta. Trời ơi, ông bà mình nó mừng dữ lắm. Mà quỷ sứ lại báo rồi đó. Báo rồi 2 ngày nữa có cái pháp hội. Con cháu ông bà đi, họ biết mình đi đó quý vị. Chứ đừng nói chuyện giỡn hết trơn nghe. Biết hết trơn. Nó gọi là dương gian âm phủ đồng một lý mà ta báo hết trơn. Nên mình bữa nay mình phát tâm mình đi đến đây là mình phải làm cho hết lòng hết dạ. Những đức cũng nỗ lực hết mình, nụ sáng chưa chân là trước nhất cái lưng rồi đó. Đi không nổi rồi đó, nhưng mà cố gắng bò qua đây đó. Đừng nói chuyện giận chơi nha. Nó mà quý vị thấy không, những đức cũng làm đúng cái vai trò mình đã phát tâm, đúng không? Làm được mà. Lên thuyết pháp cũng ầm bù giỡn đâu, chứ đâu phải lên ê trời đau quá. Đau quá trời đau. Không lẽ đi nói gì. Hiểu chưa? Làm thì làm cho coi được chứ. Còn 2 ngày nữa đó. Quý vị biết đó nghe, trong cái cõi đời này mà hương linh mà chưa siêu là nó phiền người sống lắm. Nên mới nói là âm siêu dương lợi. Cái phần người chết mà chưa siêu là nó phiền người sống dữ lắm. Nó phiền dữ lắm. Nó chăm chích, nó làm cho người sống này lu bu lộn xộn. Nhất là những người mà ăn nhậu bê tha tạo nghiệp ác là nó chăm chích cho người đó, nó làm loạn xã hội á. Tại vì phần âm nó chưa siêu. Mà quý vị biết rằng ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5 là 2 ngày lễ lớn như lắm của đất nước chúng ta. Mà bây giờ người ta nghĩ người ta đi chơi quá trời luôn. Hiểu chưa? Tại sao lần nào mà lễ xong nó có sự việc xảy ra? Tại vì nó tạo nghiệp nhiều quá. Cái nghiệp mà người ta tạo nhiều quá thì nó chiêu cảm cái nghiệp quả đến liền. Bây giờ mình phải tổ chức một cái pháp hội tu cho nó thù thắng. Mà mình đang sống trong cái quả địa cầu này mà bị là bị chung hết trơn à. Chứ đâu phải là cá nhân ai đâu. Nên mình có tâm thiện vậy thì phước mình lớn dữ lắm. Nên 30 tháng 4 2 ngày, 1 tháng 5 30 tháng 4 1 tháng 5 2 ngày mình tổ chức khóa tu này để chi quý vị biết không? Cái đất nước chúng ta mà hoàn toàn giải phóng được là bao nhiêu con người ta nằm xuống chưa? Người ta chết biết bao nhiêu, nó nào là gớt đầu, gớt cổ, gớt tay, gớt chân, lũng bụng, lòi ruột, tá lả âm binh. Quý vị coi chết nhiều lắm chứ đâu có đơn giản đâu. Lớp thì đem đi chôn được, lớp thì tùm lum tan sát, xin bỏ tùm lum. Rồi lớp thì dịch bệnh chết quá trời người ta. Nên mình mới ngày 30 tháng 4 là ngày giải phóng toàn quách. Thì bây giờ mình nghĩ người ta nằm xuống hy sinh quá trời luôn, để mà người ta giữ được cái quê hương xứ sở được bình yên cho mình ngồi đây mình tu. Thì bây giờ mình là người nghe đạo, ơn của đất nước. Ơn đất nước là ơn, mình nghĩ đến những người người ta quản lý đất nước cho mình có cái quy củ, mình sống làm sao đừng có làm phiền đến cái gọi là cái quy tắc mà xã hội đưa ra. Sao đưa ra thì mình phải nghe, chấp hành. Đó là mình không có làm phiền đến người ta, gọi là ơn đất nước. Rồi thêm cái ơn rất là lớn là khi giặc giả phải nhờ người đứng lên để mà giữ được quê hương xứ sở cho mình. Bây giờ nằm xuống chưa siêu đâu, trời ơi, chưa siêu đâu quý vị. Ô, người ta nhà ngoại cảm mà người ta đi tìm xác mà người ta thấy mình ngồi đó ngay cái xác, trong khi xương có ngón tay, có một cái ông Nguyễn cũng ngồi đó mà canh chỗ đó. Nó trời ơi, vì thấy chưa. Nên từ nơi đó nhờ cái công đức tu nó làm cho thần thức người ta sáng tỉnh lên, để mà người ta biết nương về Tam Bảo để cầu giải thoát. Nên từ nơi đó mà mình ngay ngày 30 tháng 4 ngày mai mình tổ chức cái khóa tu một ngày như bữa nay luôn. Rồi 1 tháng 5 rồi là ngày quốc tế lao động đúng không? Thì mình tổ chức cái khóa tu cho 2 cái ngày lễ lớn. Năm nào cũng vậy, tới 2 tháng 9 mình cũng tổ chức. Lễ lớn là mình phải tổ chức. Đúng không? Mai mốt mình kiếm mấy cái ngày nào mà mỗi năm lễ phụ nữ cũng tổ chức. Phải tổ chức, phải tổ chức. Kêu mấy ông chồng đến để tu lễ Phật, nhớ ơn vợ. Chứ đâu phải cành hoa, một bình hoa đem lỡ tặng, một hộp son, một cái cà lem là đủ. Bắt đến lễ Phật. Đúng không? Thấy không? Mình tổ chức cái ngày đó cho người ta, mấy cô phải đến cho đông. Thấy không? Những ngày sau này mà ngồi ngày quốc tế phụ nữ này kia, ngày lễ đó là tổ chức hết. Ngày lễ tình nhân tổ chức luôn. Tổ chức cho người ta tu, cái gì cũng niệm Phật hết trơn á, nó mới ăn được, nó mới tốt được. Chứ trời ơi, cả năm cực khổ gì mấy ổng, cả đời cực khổ gì mấy ổng. Vì mà một cành hoa đem đưa cái là mừng nhí nhảnh. Làm gì mà mình dễ bị dụ với cái trời. Làm cái gì cái là tự nhiên khổ te tôi, mà mua món quà đưa cái mừng húm, chạy đi khoe tùm lum cả xóm. Chồng tôi mua cho tôi nè, hoặc mua cộng dây chuyền của chú ẻn này nè, ổng mua nè. Mai mốt nó giật lại nó lấy mất tiêu. Có không? Có, cái gì nói cũng có chứ. Thấy chưa? Dễ bị dụ lắm, tội nghiệp ghê. Bởi vì những đức thương phái nữ là gì đó, nhìn họ vậy chứ mà tội nghiệp. Nó bực bội câu có vậy mà chỉ cần vuốt ve cái là quên mất tiêu. Dễ dụ. Thấy không? Nên ai dụ là có tội lớn. Tội nghiệp cho họ. Nó nói cho những đức đi ngoài đường mà thấy một bà bầu là những đức tội nghiệp. Sao những đức đi tu với sao những đức thương phái nữ mà sao nó kỳ cục vậy, nó không biết sao á. Tại mình nhìn thấy người ta bầu bì á, mình nghĩ lâu lâu mình ăn cơm không tiêu thôi mình đã khó chịu cỡ nào. Ăn cơm đó mà cái bụng cứng cứng lên cái là đã khó chịu, chi mang cái bầu đi cà nê ngoài đường. Có một lần đang chạy xe ngoài đường như tự nhiên thấy bà bầu đi bán vé số, ngừng xe lại. Xanh quanh ta bán quán cà phê, xanh quanh ta bán quán cà phê, người ta nhìn nó tưởng đâu ông thầy này với cái bà này cái gì hay sao. Ngừng xe lại bước xuống lỡ cho ba mấy trăm ngàn. Thấy bà bầu tội nghiệp quá, mang cái bụng trình bình đi bán vé số. Trời ơi trời, cái cảnh đó thê thảm quý vị ơi. Nên từ nơi đó màu đó giờ như Đức đi tu á, nhiều bà chuẩn bị đẻ đến xin tiền. Đẻ đến xin tiền nhiều lắm, gặp hoài. Thôi kệ đi, tội nghiệp. Mình mà không đi tu mình có thương đâu, nhưng bây giờ mình tu sao mình thấy là mình thương quý vị. Nhìn thấy cũng tội nghiệp cái ghê á. Mỗi lần nhà Đức giảng pháp cứ ngồi chứ nghe đau chân đau cẳng, mà thấy mình thấy tội nghiệp. Nghe họ ủng hộ những Đức, những Đức mới được như ngày hôm nay. Những Đức nói cái người phụ nữ họ mộ đạo quý vị. Nói thiệt á, người nam mình cũng mộ đạo nữa mà mấy ông thấy rõ ràng mình ít rõ ràng mà. Nói gì giờ? Nếu như cái pháp hội này mà có mấy ngoe này thì nói chi là pháp hội thù thắng. Đúng mấy ông? Cái này là phải công nhận rồi. Nó, bây giờ mình rõ ràng là từ đời Đức Phật cũng vậy, là nữ người ta mộ đạo dữ lắm. Nó, những đức thấy rõ ràng nè, những đức mà nói là tu hành nuôi các cụ già nè. Những đức nói thiệt nha, tuy là mấy ông làm đó, mấy ông làm ra tiền nhiều đó, nhưng mà những đức thấy mấy bà là người hộ trì Tam Bảo, cúng dường là phái nữ nhiều nhất. Cứ là ki cỡm, đã quý đã thích rồi là tự nhiên ki cỡm từng đồng từng cắt đem cúng dường. Đây là những đức thấy rõ ràng luôn. Nên mình phải làm một cái gì đó đối với mấy bà. Không, những đức nó thật lòng đó, phải làm một cái gì đó trong cái cuộc đời này đó. Quý vị coi chùa của mình đa phần là mấy bà già không. Quý vị thấy những đức làm hết mình rồi còn gì nữa. Mà bây giờ những đức còn thích mà mọc thêm đậu vàng để nuôi người già. Như đức không biết đủ cái chuyện làm thiệt thiện đó. Làm việc thiện, nhiều người ta gặp như đức ta nói ông tham dữ gì. Bao nhiêu đậu vàng vậy, nuôi bao nhiêu con người nhưng mà còn chưa đủ đâu. Sao mà cứ đòi làm hoài à? Không sợ chết hả? Nó, ai cũng chết nhưng tôi không sợ. Nó cho các người già khắp nơi người ta được nhờ đi. Người già cơ nhở, người già khổ đau, người ta có nơi nương tựa bình yên cho người ta. Nên tôi làm tớ luôn đó.